Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại xã Mỹ Nhơn của huyện Ba Tri, đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng một số bò ở đây cô chú anh chị và các bạn. Mình nhìn thấy nè cô chú anh chị và các bạn nha, trên màn hình cũng như là trước mắt cô chú anh chị và các bạn là những con bò phải gọi là rất là kiểu mẫu, từ dầu yếm rất là tốt và cấp mình rất là rộng. Ở đây anh chị xem, nó đầy đủ các thể loại như là bò đang mang thai nè, rồi bò chuẩn bị lên giống, rồi bò mới tách mẹ, bò bê, ở đây có rất là nhiều. Bà con cô bác anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại của em. Và những cái giống loại như là kem Pháp đây, quý anh chị các bạn thấy kem Pháp, rồi Bochin, rồi Bombay, rồi Angus thì nó sẽ có đầy đủ trong cái video này. Và bây giờ em sẽ cập nhật ngay và liền những cái hình ảnh cũng như là những cái thông tin cơ bản để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Và cảm thấy thích muốn mua mình cứ liên hệ ngay và liền để chúng ta có thể chốt được những con bò này mua về nuôi phát triển kinh tế nha cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi thì không nói dài dòng nữa, thì bây giờ em sẽ cập nhật ngay và liền để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem những hình ảnh chi tiết về cái số bò này. Đây, mình quay sơ lược nè. Đây là những con bò phải gọi là rất là kiểu mẫu anh chị. Bò này không phải là bò nhỏ con nha. Đây mình coi từ dầu yếm rất là tốt, rúng nè, chân móng. Đó mình coi ha, sơ lược về cái những con bò này đi. Ở trong bầy này thì em chấm nhất là con bò này. Con này nha, chấm nhất là con này. Đó, rồi một chút xíu nữa em sẽ cập nhật cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Mình thấy không, chiều cao nè, chiều cao thôi, nó đã cao hơn người ta một tấc. Lông da của nó rất đẹp. Và kế bên đây là có những con bò đang mang thai, tơ đang mang thai, mình coi sân lưng của nó nè, tơ đang mang thai lứa đầu, rất là đẹp cô chú anh chị và các bạn nha. Nè, em là Út, em đang ở Ba Tri Bến Tre, em đang có mặt tại huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre, đó, xã Mỹ Nhơn của huyện Ba Tri, đến đây để ghi hình và báo giá một số con bò để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem và mình lựa chọn ha. Những con bò nè, mình coi đây cô chú anh chị và các bạn nè, bò này thuộc về dòng bò bự con nghe, xương sóc rất là lớn, đó, màu lông da cũng như là cấp mình. Anh chị xem, bò rất là đẹp luôn, từ sái tích cho tới màu lông da cấp mình. Mình coi đây, đó, bà con cô bác anh chị thấy không, rúng yếm nè, đó, sái tích nè, cấp mình nè, chân móng đi đứng đều hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì cô chú anh chị các bạn nha. Ở đây thì em có thể vận chuyển bò đi đến tất cả các vùng miền để cho bà con cô bác anh chị chúng ta lựa chọn được những con bò, đó, thứ nhất là phù hợp túi tiền, thứ nhì là những con bò nó sẽ cái kiểu mẫu nó sẽ phù hợp với những cái sở thích của mỗi người. Người 9 người 10 ý ha. Thì đôi khi thì những con bò này nó sẽ phù hợp với những cái ý của bà con của bác anh chị. Nhiều người thì thích những cái con bò rúng yếm lạch phạch, nhiều người lại thích những con bò cao ráo cao to, xương sóc lớn, nó nói chung là ở đây có rất là nhiều. Anh chị nào có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ với em, bò giống rồi bò vũ béo đầy đủ ha. Rồi đầu tiên đến với nội dung của buổi ghi hình ngày hôm nay, thì em xin thông báo đến bà con cô bác anh chị con bò mang số thứ tự số 1. Con này thuộc về dòng kem Pháp, con này thuộc về dòng kem Pháp của chính chịu các bạn nha. Con này nói về độ bự con thì con này sẽ rơi vào khung tàn sát sát nhất, tại vì con bò này chiều cao tại phía sau khu của nó em đoán nha là tầm khoảng từ 1m36-37 và đang hiện mang thai. Con bò kem Pháp này thì hiện đang mang thai của chú anh chị và các bạn. Cái tháng thai của nó thì bây giờ em sẽ cập nhật để cho bà con cô bác anh chị chúng ta nắm bắt luôn. Con này đang mang thai 6 tháng của chú anh chị và các bạn. Kem Pháp mang thai 6 tháng. Anh chị xem. Đó, đầu thì đầu chuỗi, lông nhuyễn, da thì mỏng, rúng thì đầy đủ và chân móng thì hoàn thiện. Bao chữa 6 tháng đang mang thai lứa đầu. Sái tích thì nghiêm chỉnh, sái lưng cũng như là sái mặt anh chị chúng ta xem ha. Nè, sái lưng cũng như là sái mặt. Đầu trụi rất đẹp luôn. Con này chiều cao tại phía sau khu... Con này chiều cao tại phía sau khu của nó thì bây giờ em sẽ cập nhật cho bà con cô bác anh chị nè. Chiều cao tại phía sau khu của nó chắc tầm khoảng từ 1m37-38. Đúng rồi, chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m38 của chú anh chị các bạn. Bò nói chung là rất là bự con luôn nha. Bò rất là bự con. Sái tích thì hoàn chỉnh, chân móng là hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết, chân thì móng sò rúng thì đầy đủ. Con bò kem Pháp này khá là bự con và hiện trạng của nó là đang mang thai. Và bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ với em và chốt giá con bò này có giá là 27 triệu. 27 triệu bao chữa
Hồi nãy em nói bao chữa 6 tháng luôn và bao khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên nếu như mà bà con cô bác anh chị chúng ta mua không có thai, nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám. Nếu mà không có thai thì bên em xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn. Con thứ hai, con này mang số thứ tự số 2 và nó thuộc về cái dòng bò Bosin. Cái dòng bò nền phải gọi là rất là chuẩn ở Việt Nam. Con này thì về bà con cô bác anh chị chúng ta có thể phối tinh được tất cả các dòng bò Angus 3B kem Pháp hay là Redman hay là bò Romaster, thì nói chung là bà con cô bác anh chị nó không có kén cái dòng bò nào hết và bà con cô bác anh chị phối con, phối bò đẻ ra con rất đẹp. Tại vì cái bò này là thuộc về dòng bò nền và đẻ con ra dòng 1. Cô chú anh chị các bạn nhìn cái dàn dậu yếm của nó đi. Cái dàn dậu yếm của nó, dàn rúng. Con bò này không phải gì em nói tốt nói đẹp để em bán nó, mà những cái nào con bò hình nè, trước giờ chắc có lẽ là bà con cô bác anh chị xem chương trình của em khá là nhiều và biết được là ở con nào đẹp thì em khen đẹp, còn con nào không đẹp thì em không có khen mà cũng không có chê. Nếu mà bò của người ta mình vô mình chê quá, chủ nhà xách chỗ trà người ta dí mình khỏi nhà mới công. Bò nào đẹp thì em khen đẹp nha. Nó đẹp tại vì vàng yếm, vàng rúng. Lưng vai của nó nè, cô chú anh chị các bạn nhìn xem. Nó cái góc độ này có thể thấy cái vàng vai rất là lực của con bò này. Con này thì tháng tuổi của nó là 15 tháng. Tháng tuổi của nó 15 tháng. Chân móng đi đứng của nó là móng sò, chân trụ đứng. Đó, cô chú anh chị các bạn xem. Có một cái đuôi khá là dài và xương chậu khá là rộng để cho nó tiện cái việc mà sinh sản ha. Sái tích thì nghiêm chỉnh. Anh chị ơi, bò này thuộc về dòng bò không phải là bò nhỏ con, thuộc về dòng bò bự con. Và nó đẻ con rất đẹp khi mà chúng ta phối tinh những con bò lai. Và con này chiều cao tại phía sau khu của nó là tầm khoảng từ 1m31-32. Để đo thử, chắc tầm khoảng 1m3-1m31. Em đo thử cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Mình xem, mình mua, mình phải đo nha. Đang mình ước lượng ra coi. Là chính xác chiều cao tại phía sau khu nó là 1m31 đúng cô chú anh chị và các bạn. Và con bò này đang báo giá trực tiếp cho bà con cô bác anh chị tại xã Mỹ Nhơn của huyện Ba Tri. Con bò tơ chuẩn bị lên giống, chuẩn bị phối tinh. Và con này mang số thứ tự số 2 có giá là 23 triệu cô chú anh chị các bạn. 23 triệu. Nếu như mà anh chị nào mua con bò này về mà chê con bò này mắc, em tặng luôn con bò. Cô chú anh chị và các bạn nha. Và kế bên đây là một, phải gọi là một con bò nó đẹp. Nó đẹp mà em không thể nào mà diễn tả hết để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Xe bên kia con. Nó không chịu đi á. Anh ơi, anh phụ lộn con bò này xe bên kia nè, em lấy con bò này làm nền cái. Đây cô chú anh chị của bạn, nó đẹp nên em mới mượn nó sử dụng nó làm nền. Đây bà con cô bác anh chị chúng ta xem ha. Chiều cao của nó là khoảng 1m4. Tơ chưa có rớt đôi răng nào hết. Tơ chưa rớt răng luôn. Chân móng nè, mình coi xương sóc nè, rất là to. Màu, cái màu của nó em nhìn vô là em ghiền. Màu nó là màu đỏ mật nha cô chú anh chị các bạn nha. Màu nó là màu đỏ mật. Sái mặt, sái lưng nói chung là hoàn toàn nghiêm chỉnh. Và con bò này với một cái vàng rúng yếm thôi phải gọi là rất đẹp rồi. Lông da của nó nè, nó vừa nhuyễn, lông thì nhuyễn, da thì rất là bóng bẩy luôn. Anh chị nhìn xem bò mà em đem quay cận cảnh chi tiết cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem luôn ha. Con bò này, ý con này không có sái mặt nha cô chú anh chị các bạn nha. Sái lưng thì nghiêm chỉnh nè, coi lưng vai rất là lực luôn. Đây coi rúng nè, rúng là rúng chèn và chân móng xương sóc rất là lớn luôn. Con này thuộc về dòng bò độ nha cô chú anh chị các bạn nha. Tơ chưa rớt đôi răng nào hết. Con này phối rồi nha, này phối 3B được hai mấy ngày. À, mình xem. Con này phối 3B nha, được hai mươi mấy ngày nhưng mà chưa bao chữa. Tơ chưa rớt đôi răng nào cả. Ở đây anh chị nào có sở thích chơi bò lớn con thì mình có thể xúc con này về. Và con bò này em xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác cũng như quý anh chị, con này chốt giá 28.500.000, chiều cao tại phía sau khu của nó khoảng 1m4 bò. Không có chê được chỗ nào nha. Bò thì không dậm giá đốm gì hết. Đây cô chú anh chị các bạn xem. Rúng yếm nè thì lệch phệt, coi dàn vú hết, biết dàn vú luôn. Chân móng nè, mình coi. Ở đây là một cái chỗ để em có thể hướng dẫn cho bà con cô bác anh chị chúng ta so sánh nè. Đây là viên gạch xay. Đây là kích thước của viên gạch xay. Và đây là chân của con bò kèm theo những cái móng nè. Móng thì móng sò, cực kỳ là đẹp. Và chiều cao của nó thì nó nổi trội nhất trong cái bầy này luôn. Nó là cao nhất và lớn nhất trong cái bầy này. Và con bò này thì em nói đầu chương trình là con bò này em chấm từ lúc đầu chương trình.
Qua anh kia. Trời ơi. Anh. Hỗ trợ giùm em cái. Rất đẹp của chú anh chị các bạn. Giá 28.500.000. Bò này thuộc về bò độ nha. Con bò nó cũng như tất cả các vật trên cái xã hội này. Tại sao? Nó tiền nào của nấy thôi à. Chứ giờ bà con cô bác anh chị mà muốn đồ rẻ đồ đẹp thì mà không có gì vừa ngon vừa bổ mà vừa rẻ của chú anh chị các bạn. Giống như anh mấy cái anh kia, mấy anh nói là không có gì ngon vừa ngon vừa bổ mà vừa rẻ. Chiều cao tại phía sau khu nè, 1m40 đấy của chú anh chị các bạn nha. Chiều cao cấp mình, lưng vai rất đẹp anh chị xem. Đòn thì dài, qua thì bự, xương chậu khá là rộng, thích hợp để cho bà con cô bác anh chị chúng ta mua về nuôi sinh sản. Đây là một con bò nền. Nếu như mà bà con cô bác anh chị nào mà cảm thấy con bò này mà nó xấu ha, là không có còn con nào đẹp. Anh chị xem, mình coi cái đít của nó nè, lưng vai nè, cái đòn dài nè, kèm theo rúng yếm của nó nè. Màu lông da thì khỏi chê rồi. Chốt giá 28.500.000. Kế bên, con này mang số thứ tự số 4 nè. Con này thì là tơ đang mang thai lứa đầu. Xê bản coi. Tơ đang mang thai lứa đầu, mình nhìn cái vàng lông da của nó đi anh chị. Đốt tiêu hết tơ. Anh ơi, anh phụ lộn bò cho em quay phim cái. Đây của chú anh chị các bạn nè. Nói chung á, là bò thì em phải review cho kỹ. Con này thì nó có một cái đốm, cái bớt ở phía sau này, bớt màu trắng. Nói đến cái này thì không có ảnh hưởng gì đến lồ của anh kia cho em quay cái này cái. Kệ lồ cái con bò này nè, con bò này cho nó tấp cái đít qua mấy anh kia luôn đi. Đặng cho mấy con này dạt qua bển chứ nó đứng đó à, em quay không được. Đây của chú anh chị các bạn, hồi nãy giờ thì anh chủ nhà anh cũng hỗ trợ, anh sắp xếp đội hình lại. Mình nhìn thấy của chú anh chị các bạn. Kế bên á, anh nắm dây con này ra giùm em luôn đi. Nắm dây con đó đó, cột xe ra ngoài giùm em luôn đi. Đây của chú anh chị và các bạn nè. Rồi, lùa con này qua giùm em luôn. Đó, đúng rồi, anh lùa vô, anh đứng sát vô mấy đó giùm em luôn nè. Anh đưa bước vô, anh đứng đó luôn. Bước đứng đó giùm em luôn đi. Đây của chú anh chị và các bạn nè. Nói đến cái con bò tơ hiện đang mang thai lứa đầu này thì bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì mình nhấc máy lên và gọi ngay vào số điện thoại của em để có thể chốt con bò này, bởi vì cái dạng rúng của nó thì không thể nào chê vào đâu được. Vàng yếm của nó nè, cô chú anh chị các bạn. Yếm thì là phạt và chân móng này. Chân móng thì là móng sò. Tơ đang mang thai lứa đầu. Tơ đang mang thai lứa đầu. Cái sân lưng của nó em nhìn thấy như là cái sân vận động của ba tri của chú anh chị các bạn ơi. Cấp mình của nó là một cấp mình phải gọi là tương đối khá là rộng luôn. Rất rộng luôn. Sái mặt cũng như là sái lưng thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, vàng dầu yếm rất là tốt nè. Vàng vú nè. Đó, mình nhìn xem. Chân móng thì là móng sò, không áp xe, không trật lỗi gì hết bà con cô bác anh chị. Và con này đang mang số thứ tự là số 4. Mang số thứ tự số 4. Con này đang mang thai 7 tháng, bao chữa và bao khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên anh chị chúng ta nhận bò. Mình phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có thai hay không. Nếu như mà không có thai thì bên em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ. Và giá bán của con bò này ở đây nó có một mức giá phải gọi là cực kỳ yêu thương cho bà con cô bác anh chị luôn. Con bò này đang mang thai 7 tháng, bao chữa 7 tháng nha. Chiều cao tại phía sau khu của nó chắc tầm khoảng từ 1m32. Để em lấy thước ra em đo thử cho bà con cô bác anh chị xem ha. Rồi mà trước khi mình mua, mình vui lòng mình lấy cái thước ra mình cũng đo như em vậy đó. Mình đo ra cây cột hay là bức tường gì đó, cái mình so sánh là bò út nó quen vậy đó mà chiều cao tầm này, cái giá cả vậy đó, mình coi mình cảm thấy thích mình mua thì mình điện ngay và liền cho em. Một số anh chị điện thoại cho em. Con này chiều cao tại phía sau khu là 1m33 đó anh chị. Một số anh chị điện thoại cho em nói là Út ơi, sao mà anh điện thoại cho em hoài mà anh mua không được con bò. Là tại vì anh điện nó hơi trễ và anh cập nhật cái video của em nó chưa có được nhanh. Bà con của bác anh chị vui lòng, nếu mà cảm thấy thích cái chương trình của em thì ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em. Một ngày sẽ được phát sóng 3 lần trong một ngày, vào lúc 7 giờ tối, 8 giờ tối và 12 giờ trưa, tất cả các ngày trong tuần.
và em có nhận lời đến những cái hộ gia đình, những cái trang trại hay là những cái chỗ mà mua bán bò để em ghi hình review và báo giá dùm cho khách hàng đó. Thì con bò này đang chốt giá cho bà con cô bác anh chị với mức giá là 30 triệu bao chữa 7 tháng anh chị ơi. Rất đẹp đúng không? Rất là đẹp luôn, không có chỗ nào chê. Chỉ có một cái là nó hơi có cái bớt bên đây nè. Bây giờ đâu quan trọng nữa, bây giờ anh chị về anh chị phối 3B kem pháp nó cũng ra bông đốm như vậy thôi. Giờ quan trọng quá vấn đề thì nó cũng không có được cái con bò nành tốt ha. Bò này đẻ ra cực kỳ là mát sữa luôn anh chị. Coi nè. Đó. Con này thì chốt giá 30 triệu nha. Xương chậu nè, rất là rộng và có cái đuôi rất là có hậu luôn. Rồi kế bên thì đến với một cái con bò tơ rất là bự con. Con này thì em kết ở cái dàn đầu. Đầu thì là đầu trụi và dàn rúng của nó thì không thể nào chê được. Dàn rúng của nó nè, rúng bản khoảng 1 tấc 2 luôn. Mà nó chèn từ vú mà chèn lên dậu luôn của chính chị các bạn. Con này có cái là nó ở dơ nha. Con này nó ở dơ. Trong cái bầy này em thấy nó ở dơ. Tại sao ỉa nó nằm lên phân. Nói chung là những con bò này sau này nó bự con cực kỳ. Đẻ con rất tốt nè, mình coi nè. Mặt mày nó khá là dễ. Con bò này dễ lắm của chính chị các bạn. Đó, nó dễ, lạnh lùng. Nó dễ như vậy thì nó tiện cho cái việc mà bà con cô bác anh chị chúng ta về á hỗ trợ sinh sản cho nó thứ nhất. Và vấn đề mà mình chăm sóc cho nó thì dễ vấn đề mà vệ sinh chuồng trại. Nói chung là số lượng bò thì đông nên anh chủ nhà đó ảnh vệ sinh không được kỹ, nên bà con cô bác anh chị chúng ta xem ha. Mình về mình vệ sinh cho nó kỹ ha. Thì con bò nó sẽ đẹp rất rất là nhiều. Xây mặt xây lưng thì nghiêm chỉnh nè. Con này thì đầu trụi thuộc về dòng bò bự con nha. Con này sau này lên khung tàn sát phải gọi là rất là bự con luôn. Con này là tơ, răng còn khít rim luôn, chưa có xanh đẻ, chưa có phối tinh gì hết. Và con bò này chiều cao tại phía sau khu của nó gần 1m4 bò tơ nha. Con này mang số thứ tự số 5 và con bò này chỉ mới có 16 tháng tuổi thôi. Con này mới 16 tháng tuổi mà nó bự tầm này nè của chú anh chị của các bạn đó. Rất là tốt nha. Con này live red man đầu trụi chân móng nè, đứng trụ rất là thẳng luôn. Con này thì rúng là rúng chen, xương chậu đây. Đây. Con này thì tình trạng của nó là 15 tháng tuổi tơ. Chưa phối tinh, chưa gieo giống gì và nó rất là bự con. Con này chốt giá cho bà con cô bác anh chị, con này nó có giá bán là 23 triệu chốt giá tại chỗ. Bò đây là những con bò phải gọi rất là bự con nha. Và kế bên thì cái có một cái con bò này cũng là tơ đang mang thai lứa đầu. Ở đây là khách hàng đang xem bò của chính chị các bạn. Đang xem bò trong cái buổi live stream của em luôn. Đây. Anh chị nào có nhu cầu mua bò giống thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại của em 0383 777 696. Và kế bên đây thì con này đang có thông tin là nó đang mang thai được 7 tháng của chính chị các bạn ơi. Đang mang thai 7 tháng. Sái lưng. Sái mặt. Xoay lưng, xoay mặt. Chốt giá chốt giá con bò này có giá là 28.500.000. Nhấc máy lên và gọi ngay cho em đi. Chứ để em hòa ông chủ nhà ông đổi ý á. 28.500.000. Bao chữa luôn. Bao chữa 7 tháng luôn của chú anh chị các bạn. Rất đẹp bò. Mình coi cấp mình. Rúng nè. Ở đây thì cái dàn rúng của nó của chú anh chị các bạn thấy không? Rúng của nó là rúng chèn. Chân móng là móng sò. Rất là rộng về cái thân hình. Nè, cấp mình rất là rộng luôn. Và đòn thì nói chung là khỏi chê. Đòn thì đòn dài. Đây. Đó, cái buổi live stream của em thì nó hơi mất thời gian thiệt. Nhưng mà em review cả bầy bò này thì nói chung là em nói chuyện rất nhiều. Và bà con của bác anh chị thông cảm ha. Qua thì rất là to và sân lưng thì khỏi chê rồi. Xoay mặt, xoay lưng hoàn toàn nghiêm chỉnh. Con này chiều cao tại phía sau khu của nó tầm khoảng từ 1m33 cho tới 1m35. À, mình xem nha. Ai mà chê con bò này thì em chịu tội luôn. Đấy, bà con cô bác anh chị. Nếu mà thích muốn mua thì mình liên hệ với em nha. Con này thì em báo giá rồi và cập nhật thông tin rồi đó. Con này mang số thứ tự số 6. Và kế bên đây là một con bò, con này con lứa nè. Con này con bò lứa. Con này giống như là nó ở trong cái chuồng heo mới ra hay sao, mình mẩy của nó dơ quá. Nhưng mà nó đẹp. Nó được cái là nó đẹp của chú anh chị các bạn. Nó đẹp thì nó có quyền ha. Ở đây thì chân móng của nó nè, xương sóc to. Con này thì thuộc về cái dòng bò sau này nó có thể lên khung tàn sát nhất nè. Xương sóc của nó nè, cô chú anh chị các bạn thấy không?
Sơn sóc thì to. Ờ mà ở bên đây hình như là cái màu này nó không được sáng sao ta, nó tối quá. Mình thấy rõ hơn không biết nữa nè. Con này thì màu đỏ mật của chú anh chị các bạn. Đầu thì đầu trụi nha. Nó con này em kết ở cái đầu trụi với vàng rúng của nó nè. Cái vàng rúng phải nói là cực kỳ luôn. Anh chị chúng ta đợi em chút xíu đi, để em có thể sắp xếp đội hình này lại một cái, tại vì cái màu bên đây nó không được rõ. Rồi thì từ nãy đến giờ thì sau một thời gian sắp xếp cái đội hình lại thì tiếp tục cái buổi ghi hình này. Thì đây là một con bò Bushin Light Bombay với một cái dốc dáng khung tàn, thì nói chung là tầm trung, nhưng mà nó được một cái vàng dậu yếm, vàng vú nè. Cái này á, nhiều người cái người ta sợ nó là cái bú, nhưng không phải nha. Cái này là cái nay vú á, tại vì nó mát sữa á, nên cái này là cái nay vú nay mở nha cô chú anh chị và các bạn nha. Ở đây thì con bò này thuộc về dòng bò Bushin Light Bombay với một chốt dáng khung tàn, khung tàn thì khá là tương đối tầm trung như thôi, nhưng mà được cái vàng thùng và vàng rúng rất đẹp. Bò này thì nói đến cái độ mà đẻ sai đẻ bền của nó thì nó đứng bậc nhất thì cô chú anh chị các bạn ơi. Nó đẻ con rất là mắng con ha, đẻ rất là mắng con và đẻ được nhiều lứa. Con này vàng thùng thì lớn nè, mình thấy không, vàng thùng lớn nè. Ai thích chơi cái dòng Bombay này thì liên hệ ngay và liền với em để có thể sở hữu nó và chốt giá cho bà con cô bác anh chị với một cái mức giá cực kỳ yêu thương, đó chính là 18.500.000. 18.500 với một vàng dầu yếm rất tốt và vàng cấp mình. Mình coi cái này vú của nó nè, mình thấy là mình phê đúng không? Đây, 18.500.000. Đầu trụi nha cô chú anh chị và các bạn nha. Con bò này thì nó đang có số thứ tự là số 7 ha. Có số thứ tự số 7. Và con này thì tháng tuổi của nó là 11 tháng tuổi. 11 tháng tuổi. Ở đây thì anh chị chúng ta mua về, mình nuôi tầm khoảng từ 5 6 tháng sau bắt đầu mình có phối tinh, có gieo giống ha. Con này thì nói đến cái độ đẻ bền và mát sữa thì nó là số 1 rồi. Quà khá là to ha. Quà khá là to của chú anh chị các bạn. Chiều cao thì của nó tầm khoảng từ 1m2 bò. 11 tháng tuổi của chú anh chị các bạn nha. Thì em cũng sử dụng cây thước và em đo thử chiều cao để cho bà con cô bác anh chị xem luôn nè. Đây, chiều cao của nó em đoán là khoảng 1m2. 18.500.000. Anh chị nào có nhu cầu mua thì mình liên hệ với em. Chốt giá 18.500.000. 1m2 chiều cao tại phía sau khu. À. Và kế bên con này mang số thứ tự tiếp theo. Và con này thì nó cũng thuộc về cái dòng bò Bushin chứ không phải là Bushin Light Bombay nữa nha. Bushin. Hey. Chà. Con này thì thuộc về dòng bò Bushin, sau này là bự con nè, cao to nè. Con này thì vàng dậu yếm nè, khá là tốt bò. Rúng là rúng chèn và chân móng đây cũng là móng sò. Con này mang số thứ tự số 8 nha cô chú anh chị các bạn nha. Con này cũng 11 tháng tuổi, cổ bật gù cao, màu thì liền màu không giá đốm. Chân móng nè, đi đứng thì hoàn thiện, sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui về để kiểm tra về tổng thể về những con bò này. Ở đây xoay lưng xoay mặt thì nghiêm chỉnh, lỗ tai thì lỗ tai nhỏ ha. Cái dậu yếm lạch phạch nè. Đây con này em xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác cũng như quý anh chị, con này chốt giá 18.000.000. Đuôi thì dài, qua thì bự. Nè, cấp mình nè, cô chú anh chị bạn thấy không? Cấp mình thì rộng ha, có cái màn sừng. Ở đây thì con này chốt giá 18.000.000, chiều cao tại phía sau khu chắc tầm khoảng từ 1m22-23. À, 18.000.000 cô chú anh chị các bạn ơi. Và kế bên là con bò này thuộc về con siêu phèn. Con siêu phèn này chân móng đi đứng thì hoàn thiện nha. Màu nó thì màu phèn. Đây, hoa thì đỏ nha. Móng thì đỏ. Rúng thì đầy đủ nè. Con này thì tháng tuổi của nó thì tầm khoảng từ 10 tháng tuổi. 10 tháng tuổi thôi. Và con này mình nuôi chắc tầm khoảng từ 5-6 tháng sau bắt đầu mình có phối tinh. 10 tháng tuổi nha. Dòng này thì nói đến dòng này thì mình biết nó là một trong những cái dòng bò rất là mát sữa. Nó thuộc về dòng Angus Lai nha. Dòng Angus Lai siêu phèn. Chân móng đây. Tình trạng của nó là chưa sanh đẻ, chưa có lên giống, chưa gieo tinh gì hết. Và con bò này chiều cao tại phía sau khu của nó tầm khoảng từ 1m28-29 bò.
ha, khá là cao. Tình trạng của con bò này mình về năm nuôi 5-6 tháng sau mới đầu có phối tinh, nha quý chị và các bạn. Sái mặt sái lưng hoàn toàn nghiêm chỉnh. Và chốt giá cho bà con cô bác anh chị với cái mức giá là 17.500.000. 17.500.000 nè. Và chiều cao của nó thì bây giờ em sẽ cập nhật để cho bà con cô bác anh chị chúng ta ước lượng luôn nha. Chiều cao của con này là 1m28 của chú anh chị các bạn. Còn kế bên, con kế bên chiều cao cũng là 1m28 ha. Con này chốt giá 17.500.000 nè. Và con cuối cùng này, con cuối cùng này thì nó tầm khoảng từ 15 tháng tuổi ha. Con này thuộc về cái dòng bò Lysin, bô Lysin. Con này thì vàng dậu yếm nè, xương sóc khá là to. Con này xương sóc khá to, vàng rúng là rúng chen, màu thì liền màu, màu bánh mì khét của chú anh chị các bạn. Con này thì bà con cô bác anh chị chúng ta có thể mua về để nuôi phát triển kinh tế với mức giá phải gọi là cực kỳ yêu thương nè. Con này tầm khoảng từ 15 tháng, có giá là 21 triệu cho anh chị các bạn. 21 triệu, khá là to. Chiều cao tại phía sau khu này 1m28 nha anh chị ơi. Cái này là ve nó cắn nè, con ve nè ha, con ve nó cắn nên cô chú anh chị các bạn. Mà nhiều người, nhiều khi mà bà con cô bác anh chị chúng ta xem mà mình không thấy rõ, mình nói này mục kia, nhưng thực sự đó là con ve. Mình về cũng dễ lắm, mình mua cái chai thuốc hang tóc đó về mình lao cho nó, hoặc là mình xịt trực tiếp lên cho nó ha. Anh chị coi, sấy mặt sấy lưng thì nghiêm chỉnh nè, màu á thì màu đỏ bánh mì khét nha, rúng yếm nè. Con này chốt giá 21 triệu, mình kết nó ở cái vàng rúng này, vàng yếm nè. Bò này sau này cũng thuộc về những bò bự con nha. Ở đây không phải là bò cóc, bò cỏ, bò núi, bò sóc gì hết. Và đây là những thuộc về những con bò Bolai, Bolaisin, đó, Bolai Bombay, đó. Và tất cả những con bò thì từ hồi nãy đến giờ thì em review á là tổng thể những con bò này sẽ được một cái ưu đãi là bà con cô bác anh chị mua sẽ được quyền kiểm tra con bò đi đứng hoàn thiện mới thanh toán tiền. Khi mà bác tài giao đến thì chúng ta sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui, kiểm tra về tổng thể về những con bò này rồi mới thanh toán tiền cho bác tài đi về ha. Rồi, ở đây thì đối với những con bò này thì em đã cập nhật đầy đủ những thông tin như là báo giá cho bà con cô bác anh chị chúng ta rồi. Rồi thì anh chị nên nhớ là những con bò nào em nói bao chữa hay là bao mang thai thì bà con cô bác anh chị phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám cho em biết là bò này có thai không nha. Nếu như mà không có thai thì bên em xin nhận lại hoàn tiền đầy đủ. Còn đối với những con bò tơ này thì bên em chỉ chịu trách nhiệm là giao đến thì mọi người được quyền kiểm tra trước khi thanh toán thôi. Rồi thì em cũng đã cập nhật đầy đủ những thông tin cơ bản và những hình ảnh cận cảnh để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem rồi. Nếu như mà thích cái video của em thì hãy cho em xin 1-2 giây để ấn vào một like như thế này dưới video để cái video của em có thể tiếp cận được nhiều người hơn. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.